cảnh sát dẫn đường gần 8.000 người từ Đồng Nai, Bình Dương đi xuyên đêm về Tây Nguyên. Trong đêm nay dự kiến sẽ có 8.000 người được cảnh sát giao thông dẫn đường về quê ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tối qua, đoàn xe do cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước dẫn đường đã đến chốt kiểm dịch Cai Chanh, xã Đắc Ru, huyện Đắk Rấp, Đắk Nông. Đoàn xe gồm hơn 1.300 người, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước, đoàn này xuất phát từ Bình Phước lúc 17 giờ chiều nay với khoảng 20 xe, trong đó có 5 xe của doanh nghiệp hỗ trợ chuyên chở các xe máy bị hư hỏng dọc đường và 15 xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đường. Hơn 1.300 người bao gồm khoảng 1.100 người xuất phát từ tỉnh Đồng Nai và gần 200 người xuất phát từ tỉnh Bình Dương về các tỉnh Tây Nguyên. Ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Rấp cho biết đã nhận được tin báo từ các chốt kiểm dịch của Bình Phước về đoàn người này vào sáng mùng 2 tháng 10. Ngay trong trưa mùng 2 tháng 10, chốt kiểm dịch Cai Chanh đã tăng cường thêm 40 người gồm cảnh sát giao thông, công an, dân quân tự vệ, quân đội, y tế và thanh niên tình nguyện. Ngay khi đến chốt, đoàn người được chia làm hai nhóm, một nhóm về các huyện thị ở Đắk Nông phải tách riêng để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, sau đó được xe cảnh sát giao thông các huyện đến đón. Đoàn người còn lại được kiểm tra y tế, sau đó theo tốp xe cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông đi tiếp 150 km sang Đắk Lắk. Chị Nguyễn Thị Minh, nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã 2 tháng qua chị không thể đi làm vì không thể trụ thêm được nên chị cùng bạn quyết định về quê ở Đắk Lắk. Thời gian nghỉ không được, công ty trả lương nên cuộc sống rất khó khăn, phải ráng lắm mới trụ được đến bây giờ, chị Minh chia sẻ. Còn chị Bia cho biết đã phải tạm nghỉ ở công ty giày da hơn 2 tháng qua. Chồng cũng không đi làm được nên cả gia đình đã hết tiền chi tiêu, sinh hoạt. Vừa qua người nhà có gửi cho chị 1 triệu đồng nhưng chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà. Bây giờ về nhà chỉ còn mấy trăm đủ tiền ăn và đổ xăng dọc đường, chị Bia cho biết. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước, ngay khi đoàn xe này đến Đắk Nông thì ở phía giáp Bình Dương cũng đã có 3 đoàn người mới với khoảng 5.000 đến 7.000 người cũng chuẩn bị xuất phát. Dự kiến khoảng 24 giờ, đoàn xe này sẽ đến Đắk Nông rồi tiếp tục về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.